Hiện tại mình đang có mặt tại showroom số 398 Nguyễn Văn Cử, cũng là showroom số 7 của Hà Nội Computer, sẽ được khai trương vào ngày 28 tháng 2 tới. Và ở đây hiện tại đã có rất nhiều hàng hóa cũng như máy trải nghiệm để các bạn tham quan và mua sắm. Và đặc biệt, bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đến mùng 10 tháng 4, chúng ta sẽ có chương trình bốc thăm đặc biệt dành cho tất cả các khách hàng mua sắm tại Hà Nội Computer. Phần giải nhất đó chính là chiếc iPhone 11 Pro Max này, và ngoài ra còn rất nhiều các giải thưởng khác với tổng trị giá lên đến 50 triệu đồng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 28 tháng 2 tới.